Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cái căn bệnh của những cái dòng xe ly này nè các bạn. Nó chạy yếu á các bạn, yếu mà lên ga nó hay bị hụp á các bạn, rồi nó hụp nó tắt luôn á các bạn. Xe chạy lâu ngày, xe này tới tới tuổi của nó là sẽ bị cái căn bệnh này nè các bạn ha. Thì nó sẽ bị, thường là nó bị yếu cái bơm xăng này nè các bạn, cái bơm xăng nè nó bị yếu ha. Nếu cái mình lên ga cái là nó hụp tắt là đề thì nó vẫn nổ máy bình thường nha các bạn, nhưng mà lên ga nó tắt thì chạy nó cũng yếu nữa. Thì mình bật chìa khóa lên cho các bạn xem nè ha, bật chìa khóa lên nè, nó bơm rất là yếu luôn thấy không, nó xăng nó nè, mình bật lại cho các bạn xem nè, bật lên nè, bơm thấy không, rất là yếu, bơm chạy không nổi luôn ha các bạn. Rồi thì để mình thay cái, tháo cái bơm này ra rồi mình sẽ quay cho các bạn xem ha, rồi mình thay cái bơm mới vô ha. Trước khi mình mở ra thì bây giờ mình phải mang vệ sinh những cái này các bạn, vệ sinh sạch sẽ cát ở đây để mình mở ra ha. Thì giờ mình đã rửa xong rồi nè các bạn, rửa sạch sẽ ha, để thôi khi mình mở ra là cát sẽ lọt vô trong cái bình xăng nha các bạn. Phải rửa sạch sẽ thì mình mới làm nha. Đó, bắt đầu là anh Thợ của mình đã bắt đầu là mở ra nè. Rồi đây, bây giờ anh Thợ của mình bắt đầu là mở ra nha các bạn. Mở mấy con ốc 10 này ra nè, mở một vòng hết ha. Rồi sau khi mình mở ra thì mình mở cái gắt điện này ra nè, lấy miếng sắt ra ngoài nha các bạn. Đó, thì còn cái bơm không nè. Đó, đây bắt đầu lấy cái bơm này nè, chịu bất ngờ sẽ xảy ra nè. Cái là quá trời đen luôn, quá trời dơ luôn, không thể nào mà dơ hơn cái cây này, nó xét luôn nha các bạn. Trời ơi, coi kìa, sình nó đóng lớp lớp luôn nha các bạn, giống như là ở dưới ruộng nha. Đó, cạo cạo ra luôn, quá trời luôn, quá trời luôn nha các bạn. Đây là chắc 10 năm chưa mở ra lần nào. Rồi sình mà nó rớt cục cục luôn, sình đất bụi nó rớt cục 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 luôn. Đây nè, để mình cầm lên cho các bạn xem nè. Trời ơi, nó dơ cái nè. Trời ơi, nó dơ mà hơi bị bắt cá ngoài ruộng nữa. Bắt cá ngoài ruộng sạch hơn cái này nữa. Bởi vậy thì nó bơm đâu nổi đâu, nó nghẹt luôn rồi. Nó làm cái yếu cái bơm của mình, lâu ngày làm cái bơm xăng của mình yếu, bơm yếu thì chạy không nổi ha. Bây giờ bắt đầu là mình mở ra mình thay cái bơm nè. Đây là cái bơm cũ nó nè, nó đã yếu rồi, bỏ luôn. Rồi mình thay cái bơm mới. Đó, cái lọc cũ đó ghê, quần lọc mới nè, trắng như ngọc trinh luôn, trắng tươi luôn, sạch sẽ. Đó, giờ là để vô. Đó, nhưng mà trước khi để vô thì mình phải vệ sinh sạch cái bình này nha. Hút ra nè, quá trời cát luôn, quá trời rỉ sét nha các bạn. Nó rỉ sét dữ lắm, lâu ngày á, do là trong cái bình xăng nó lâu lâu mình đổ nó có nước á, cái nó nằm trong đó thì lâu ngày nó làm cho cái bình xăng mình nó sét đi. Mình đâu có biết, mình cứ để được hoài vậy đó. Bây giờ sau 7 lần 7 49 lần thì mình làm, mình lấy ra nó cũng hết ha. Thì mình thay vô, sau khi nó thấy không, quá mạnh không, bơm phà luôn, bơm văng ra ngoài luôn nha các bạn. Đó, vậy thì xe mới chạy được nha các bạn.